Sao con ơi? Con bị đau răng. Đau răng hả? Ôi sầu hết răng rồi. Chết thôi, khổ quá, nó đau răng người rồi đấy mà. Linh bị đau à? Vâng. Ôi con léo cụt hết là cái răng này làm tủy này. Răng này phải triệt tủy rồi. Ôi thỉnh thoảng con cũng bị đau như thế này. Quá, sưng cả má lên rồi này. Con này đi đi, để bố đưa đi thợ sửa nhá. Vâng. Đi đi đi, chuyện khoát. Bằng chữ giờ mới giấu sắc hơn thì còn chị tên là giờ mới giấu sắc. Thank you.
ở trong cái vật bản này, cái trên cái thủng thủng vừa thì chúng ta Oui.